sẽ ở đó. Hợp Dân Pháp Sư, ta thật sự không có phước báo như thầy. Mộng Linh à, xem ra con rất có trung nghĩa đó chứ. So với Hoàng Cần bán dao Tần Huynh bán ngựa, Mộng Linh con còn thua xa lắm. A-di-đà-phật. Thái hậu, Mộng Linh ở quán trà Thiên Kiều nghe kể chuyện, tuy nghe nhiều nhưng không quyển nào hiểu rõ cả. Xin Thái hậu đừng trách. Không sao đâu, ta thích nghe đứa trẻ này nói chuyện mà. Trẻ con vô tư, nói ra đều là những lời chân thật cả. Thầy cũng biết bên ta có rất nhiều vương công đại thần, nhưng không có mấy người nói lời chân thật như đứa trẻ này vậy đâu. Nếu ai cũng như con, bà sẽ phiền, hoặc là đã chém đầu họ hết trơn rồi. Đồ Long à. Dạ. Người mau dắt đứa trẻ này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Đồ Long à. Dạ. Người mau dắt đứa trẻ này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ. Hương Dương Pháp Sư, có bậc tăng, những lời thầy nói ngày xưa bây giờ đều đã ứng nghiệm hết rồi. Thật đáng tiếc, ta tuy là bậc mẫu nghi trong thiên hạ, nhưng mà khắp nơi vẫn phải chịu cảnh phong cương đại sử, vương công đại thần. Trong tâm ta hiểu rõ những điều thầy nói đều đúng, nhưng ta không thể làm theo ý của mình. Ta phải y theo lời kiến nghị của mọi người mà làm. Việc làm đó đến ngày nay lâm vào cảnh bi thương, nước không ra nước, nhà chẳng ra nhà. Thái hậu nói quá rồi. Điều ta phiền não nhất chính là điểm này đây. Thật ra chẳng có mấy người nói lời thật với ta, còn không bằng tiểu Mộng Linh của thầy nữa. Ôi trời ơi, ta quên mất, sư phụ đi đường vất vả. Tiểu Lý Tử. Dạ. Mời trà. Dạ. Không phiền công công, bần tăng tự làm được. Pháp sư, nước đầy rồi. Nước trong ly đã đầy rồi thì không thể chứa thêm được nữa. Ý Pháp sư muốn nói tâm con người và chén nước giống như nhau à? Thái hậu nói rất đúng. Thật ra thủ hạ của Thái hậu người nào cũng rất giỏi, nhưng trong túi của họ có quá nhiều thứ, trên dưới tả hữu, mặt trái mặt phải. Nói chung Thái hậu muốn thứ gì họ sẽ cho Thái hậu thứ đó. Lâu ngày chạy tháng, ta không biết được là chân hay giả. Nói cũng phải. Truy cứu cho tới cùng thì chính mình bị người khác gạt. Có Pháp sư ở bên ta, trong lòng ta ổn định được rất nhiều. Nhưng mà Pháp sư à, Đại Thanh ta có thể vượt qua được lần này không? Thái hậu đừng lo. Quân Tây Dương tuy là có giả tâm, nhưng bọn họ cũng không thể nuốt được Đại Thanh đâu. Đức, cuối cùng thì đã về, nhưng mà lại phải đi nữa rồi. Hương Dân Pháp Sư, Túc Dương Gia của chúng tôi vẫn đang chờ ngài ở đó. Không dám, Túc Dương Gia có lời mời thì bần tăng phải đến bái kiến. Sau này không biết. Nước Đại Thanh thật sự không chịu nổi bão táp mưa xa rồi. Quân Tây Dương vẫn chưa đến, tàn binh bại tướng của Đổng Phước Tường và Nghĩa Hòa Đoàn giống như sâu bọ ập đến vậy, cướp bóc trân lộn hết mọi thứ đồ vật. Ê, các vị quan viên ở địa phương, người thì chết, người thì tẩu thoát, không tìm thấy bóng ai, như thế đến đâu để tìm kiếm đồ ăn? Ê, nơi nuôi quan đầu trong này làm gì có đồ ăn chứ? Ê, tôi biết tôi không chăm sóc được Thái hậu tốt, nhưng tôi không còn cách nào.
Đúng vậy, tục ngữ có câu sáu phụ nam di vô mễ chi suy. Bần tăng có thể hiểu được nỗi niềm của Dương gia, nhưng mà cùng tắc cực thông, sự việc từ từ sẽ trở nên tốt thôi. Trước mắt khí trời ấm áp, Dương gia sẽ binh sĩ đi ra tìm rau dại, như vậy sẽ gắn gượng được một thời gian. Được, ngày mai tôi sẽ kêu bọn chúng làm theo lời dạy của pháp sư. Cũng may chỉ có mấy ngày thôi, chờ đến sơn tây chúng ta sẽ đến Thái Nguyên ăn món mì xào. Cái gì? Đến Thái Nguyên? Đây là ý kiến của Cương Nghị đó. Trước mặt mọi việc đều không thấy có lối thoát, chẳng ai muốn nói nhiều, chỉ có mình ông ấy là mọt sách mới dám nói thôi. Dương gia, không thể, không thể đi đến Thái Nguyên. Hả? Tại sao vậy? Túc Dương gia cầu kiến. Kêu ông ta vào đây. Thần Thịnh An Thái Hậu. Thái Hậu, chúng ta khởi hành thôi. Không gấp. Thái Hậu, đi trễ sợ hỏng việc. Đường đi sai rồi thì đi càng xa càng hỏng việc. Thái hậu à, Hư Dân pháp sư đến rồi. Bần tăng tham kiến Thái hậu. Pháp sư, mới sáng sớm pháp sư đi đâu vậy? Mới sáng sớm bần tăng đến khu vực quanh đây tìm chút rau dại. Tìm được chưa? Tìm được rồi. Đức cao của ông trời đã cho Diêm Hoàng Tử Tôn một miếng đất tốt cho con cháu sinh sống. Pháp sư, ta có việc muốn thỉnh giáo. Ngày coi, bên ta có nhiều người tài năng như vậy, một ngày đưa ra ba ý kiến thì ta phải làm sao đây? Bất cầu tiểu tiết, tùy cơ ứng biến, quyền nghi xứ trí, đó là lương thần tài năng. Hôm qua có người kiến nghị nên đến Thái Nguyên, nhưng hôm nay lại có người bảo đến Tây An. Thầy nghĩ ta nên nghe ai đây? Bần tăng nghĩ Túc Dương gia đã có cao kiến. Thần cho rằng nên đến Tây An. Tây An từ xưa là đất của đế vương, bên trong đại địa vượt qua thiên bao, cách kinh thành rất xa. Hơn nữa núi non hiểm trở, không sợ quân Tây đuổi theo, đem hành cung lập ở nơi đó, triều đình vẫn có thể làm việc được. Như vậy không sợ quân Tây quy hiếp, tương lai thương lượng với quân Tây cũng có lợi thế. Túc Dương gia nói rất đúng. Vậy thì đi hướng Tây, thẳng tới Hoài Lai. Nè, mau đỡ huynh ấy dậy đi, đỡ dậy. Mộng Linh à, mau xuống ngựa. Pháp sư, không được đâu, đây là ngựa của ngài mà. Vật thì phải dụng, ai cần người đó cưỡi thôi. Nè, nó còn nhỏ tuổi như vậy, sức khỏe lại yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được. Nè, mau lên ngựa đi, mau đỡ lên ngựa đi. Hư Dân pháp sư, đừng nói chuyện tổn thần khí. Hư Dân không sao cả, ta đã đi quen rồi. Nè, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Đừng nói nhiều nản lòng, Hư Dân không sao, ta đi đường quen rồi. Nè, chúng ta đi tiếp thôi. Dạ, pháp sư. Đi.
Nè, nè, nè. Sư phụ, đường này con đi được, nhưng mà bụng đã sôi sùng sục rồi, đói đến hoang mang luôn. Sư phụ thầy xem, bên đó có người cưỡi ngựa. Thưa Dương pháp sư, Đồ Long thí chủ, có việc sao? Thái hậu của chị tạm nghỉ ngơi ở thôn nhỏ phía trước, dặn thì trước đến mời pháp sư có việc quan trọng thương lượng. Bần tăng tham kiến thái hậu. Hương Vân pháp sư, người tới thật đúng lúc. Người xem việc trước mắt nên làm như thế nào mới phải? A Di Đà Phật, lương thực cạn kiệt, nhân quả vô thường, đây cũng chưa chắc không phải là việc tốt. Việc tốt? Ít nhất mọi người tùy giá đều đã hiểu được một đạo lý, có được một hạt đậu, hạt gạo không phải là dễ. Hiểu rồi, nhưng trong bụng không thức ăn, không phải vẫn trống rỗng sao? Bụng trống tâm sáng, đầu tinh tường, còn sợ gì thiếu lương thực? Ai gia hiểu rồi. Lý tuy là như vậy, nhưng mà quan binh phía dưới đói lắm rồi, chỉ sợ là... Bần tăng lúc nãy nhìn thấy đại học sĩ Cương Nghị đã cho người nấu xong canh rễ cây lá cây chống đói tạm thời. Nơi này cách Hoài Lai khoảng 6-7 dặm, bần tăng xin được chuẩn đi trước một bước đến Hoài Lai, dốc hết một phần tâm nguyện của Phật tử. Tấm lòng Bồ Tát như pháp sư thật là hiếm có. Người đi trước cũng tốt, nếu không trong ngày tháng loạn lạc này, đại đội binh mã chúng ta mà đi, e là dọa chạy hết mọi người. Thái hậu lo lắng rất phải. Hy vọng có thể vượt qua khổ nạn này. Thành hay bại phải xem phúc báo và tạo hóa rồi. Huyện Hoài Lai. Mẹ đừng khóc nữa. Được rồi, đừng khóc nữa. Lão gia, bây giờ binh mã loạn lạc, bất luận là Lạm Quan hay lão Bá Tánh, con người nào không trốn không chạy chứ? Chỉ có ông. Họ chạy, nhưng Ngô Vĩnh ta không thể chạy được. Việc sinh tử là nhỏ, danh tiếng mới là lớn. Thân là quan một vùng, đã không thể giúp một vùng tạo phúc, ít nhất cũng không thể thẹn với ân của hoàng thượng chứ. Hơn nữa, vài ngày sau, lão thân gia đã phái binh đến cứu giá rồi. Đợi ông ấy đến, chúng ta không phải đã an toàn rồi sao? Lão gia, ông là tri huyện, lão gia không chạy, mẹ con chúng tôi sẽ theo ông. Nhưng thủ hạ ông bây giờ, làm gì còn người nào phục tùng mệnh lệnh nữa. Là ta có lỗi với mẹ con hai người. A Di Đà Phật. Xin hỏi pháp sư là? Bần tăng là Hư Dân. Hư Dân, hình như ta có nghe qua danh hiệu này. Chỉ là hiện giờ hạ quan không gạo không lương, thật sự khó kết duyên với đại sư. Quả phúc khó đoán, đều có tiền duyên. Dọc theo đường về hướng tây bắc, quan sự lớn nhỏ không phải bỏ chạy thì mất mạng, chỉ có quý quyền đến nay vẫn chưa bỏ đi, đây há không phải là một nhân duyên lớn sao? Đi dọc về hướng tây bắc, pháp sư không lẽ là? Không giấu thi chủ, bần tăng là một hòa thượng theo hoàng đế thái hậu đi tây. Thì ra là một đại sư. Mời vào, mời vào. Phu nhân mau rót trà. Dạ. Đại sư mời ngồi. A Di Đà Phật. Mời, mời dùng. Mời dùng trà. A Di Đà Phật, không cần phiền nữa. Lúc nãy những lời các người nói, bần tăng đều đã nghe hết rồi. Bần tăng có một việc chưa hiểu, muốn thỉnh giáo thi chủ. Thỉnh giáo thì không dám. Đại sư có việc gì không hiểu, xin cứ hỏi.
Quy huyện nói lão thần gia đã dẫn binh mã đến Đông Cần Dương. Không biết quý thần gia là người nào? Tể thần gia họ Sầm, tên Xuân Quyên, hiện nhậm chức bố chính sự Cam Túc. Nói ra thật hổ thẹn, tuy là cùng bản cùng khoa, Sầm đại nhân bây giờ đã là quan tứ phẩm rồi. Quý thần gia dẫn bao nhiêu người đến, khi nào đến nơi? Mấy ngày trước, ông gửi thư đến nói dẫn 5.000 tinh binh, dự tính khoảng 3-4 ngày là đến nơi. Nói như vậy là bần tăng đã lên đúng điện Tam Bảo rồi. Ngài ghé tay qua đây. Sau khi ngài đến đó, phải gặp Túc Thân Dương trước. Túc Thân Dương? Hạ Quan là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ bé, làm sao có thể kết duyên với đương kim dương gia được? Đại sư à, các người nói đùa rồi. Người xuất gia không bao giờ nói sằng bậy. Cái gì Thái Hậu Dương gia, trong mắt Phật giáo đều là như nhau. Duyên sâu duyên cạn, duyên đến duyên đi, không thể lấy địa vị quan chức cao thấp để đo lường. Nhưng Hạ Quan lấy hết tất cả của mình có, cũng chỉ có nửa túi gạo và một bao đậu xanh, làm sao đi gặp Dương gia đây? Đây đều quý hơn rất nhiều vàng bạc châu báu đó. Quan phục Ngô thí chủ còn không? Quan phục thì vẫn còn, chỉ là nhiều ngày không làm việc nên đã không bận đến rồi. Cứ bận vào đi. Bái kiến Túc Thần Dương cũng phải giống bộ dạng một vị quan thì mới được. Nếu Thái Hậu muốn tiếp kiến thì... Ê, đại sư càng nói càng bí ẩn rồi. Sợ là ngay Túc Thân Dương Hạ Quan cũng không gặp được nữa. Được rồi, thí chủ yên tâm đi. Nếu như Túc Thân Dương có nghi ngờ, hãy mang vật này giao cho ngài ấy. Khải tấu Thái Hậu, tri huyện Hoài Lai Ngô Vĩnh đến tham kiến Thái Hậu. Huyện lệnh Hoài Lai, ông ta không trốn chạy à? Lúc này đang đứng ngoài cổng. Mau tiểu lý tử, truyền ông ta vào. Tới rồi. Ti chức Ngô Vĩnh tri huyện Hoài Lai, không biết Thái Hậu giá lâm, nhân giá chậm trễ, tội đáng chết. Thái Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau bình thân, bình thân. Tạ Thái Hậu. Huyện lệnh là người Mãn hay là người Hán? Bẩm Thái Hậu, ti chức là người Hán. Quê quán ở đâu? Bẩm Thái Hậu, ở Hàng Châu, Triết Giang. Thật hiếm có. Chúng ta trên đường đến miền Tây, mỗi lần đến một địa phương, quan sự lớn nhỏ, người trốn người chạy. Nhà ngươi ở thiên đường nhân gian Hàng Châu, vậy mà vẫn kiên trì được ở Đại Tây Bắc quan sơ này. Hôm nay lại không quên lễ tiết, mặc triều phục đến kiến giá, đúng là quý báo hiếm có đó. Thì chức không thể chia sẻ với nước nhà, quả thật rất hổ thẹn. Ngô tri huyện, chỗ ngươi có lương thực gì cung cấp không vậy? Hồi Lý Công Công, đồ ở đây đã bị loạn binh và dân đói cướp sạch rồi. Trong phủ ti chức chỉ còn nửa túi gạo và một bao đậu xanh. Ti chức đã mang đến giao nộp Túc Dương gia cả rồi. Thần đã cho người nấu thành cháo, đợi lát nữa sẽ dâng lên Thái Hậu. Chỉ sợ quá đạm bạc thôi. Bây giờ là lúc nào rồi? Có cháo trộn đậu xanh là tốt hơn cả sơn hào hải vị, còn cầu kỳ cái gì nữa. Tiểu lý tử, có nô tài. Người mang cháo đi phân chia, dân hoàng thượng và các dương gia mỗi người một chén, rồi mang cho ai gia một ít. Số còn lại dâng cho các bối lạc bối tử mỗi người một ít là được rồi. Tuân lệnh. Ngô tri huyện à, theo ta được biết, huyện Hoài Lai vốn không phải là huyện nghèo, cộng thêm ngươi trị lý hiệu quả, không thể bị bọn loạn quân và thổ phỉ cướp sạch chứ. Hồi Thái Hậu có bị cướp sạch hay không thì chức không điều tra cụ thể, nhưng ba tánh thành này đa số đều trốn hết trên núi kế bên. Theo ti chức suy đoán, có thể họ vẫn còn tồn lương. Vậy ngươi có thể triệu họ về không? Nhiều thì không dám nói, trong ba phần có thể triệu về một phần. Vậy là quá tốt rồi. Trong lúc loạn lạc như vậy cũng phải lo tốt cho bá tánh. Không thể để họ sống qua ngày trong rừng núi đó, người nói có đúng không? Phải có nạn cùng gánh, có phúc cùng hưởng. Mau chóng gọi họ mang lương thực ra đây đi. Thái
Thái hậu thánh minh. Vậy việc này giao cho Ngô Tri Huyện ngươi rồi. Ngày mai ngươi hãy kêu gọi mọi người ra núi được không? Thì chức tuân lệnh. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Meo. Sư phụ, sao giờ thầy mới về vậy? Con đợi đến sốt rồi. À không. Vậy sao? Có người họ Ngô còn là tri huyện của một chỗ quỷ nào đó đó. Đã tìm sư phụ 4 lần rồi. Là Ngô tri huyện, ông ta có nói tìm thầy có việc gì không? Hôm ấy không có nói, chỉ luôn miệng lào bào Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, người đang ở đâu, ơi người đang ở đâu. Còn thấy ông ấy rất thần bí, liền nói với ông ấy mất hồn hả, không phải tin người ông sao? Thầy đoán thế nào? Ông ấy liền giá chào con, còn cho con nửa chén cháo nữa. Thầy nói có vui hay không chứ? Sư phụ, có phải là làm quan rồi đều bị thần kinh không? Ôi, thằng nhãi này, có được lợi ích người ta còn nói xấu người ta. Con đâu có nói ông ấy là người xấu đâu. Thầy coi kìa, ông ấy lại đến rồi. Đại sư. Đại sư. Ê, đứng dậy đứng dậy. Đại sư ta không thể gánh nổi đâu. Sau này gặp bần tăng tuyệt đối đừng gọi như vậy nữa. Sư phụ, con không nói sai chứ? Mậu Linh à, con ra ngoài chơi đi. Thầy và Ngô Tri Huyện có việc cần phải bàn đó. Dạ. A Di Đà Phật. Đại sư. Ý. Pháp sư, được pháp sư chỉ dẫn, tối qua ta không chỉ gặp được Túc Dương gia, còn được Thái hậu lão Phật gia triệu kiến nữa. Đây là chuyện mà tri huyện thất phẩm nhỏ bé ta ngay nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Một khi duyên phận đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra nè. Nhưng mà sao vậy? Thí chủ lại gặp chuyện khó khăn gì sao? Vì lương thực, Thái hậu muốn ta hôm nay kêu gọi những người trốn trên núi trở về hết. Ta nhất thời hồ đồ đã nhận lời rồi. Ngài nói trong núi rừng hoang vắng này, ta đi đâu tìm bây giờ chứ? Việc gì cũng không thể đi làm một mình. Có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đúng vậy. Hạ quan đúng là vội quá hồ đồ rồi. Ta có người thân tên Lưu Phúc, bình thường sống bằng nghề chèo đò. Hắn quen biết nhiều người, ta lập tức đi tìm hắn. Được rồi, A Di Đà Phật. Đa tạ đại sư. Lão Phật gia, có được hư dân pháp sư, có phải nên cắt đứt với Thắng Bảo hay không? Ôi trời ơi, ta nói Tiểu Lý Tử à, người theo ta mấy chục năm rồi, sao người không có một chút tiến bộ nào hết vậy? Thắng Bảo này là đùa cợt quyền hư. Hắn chỉ dựa vào một chút tu hành đã hung hăng sừng sộ, còn hư dân thì lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng thoái thác công đức cho ông ấy. Ai cao ai thấp thì đã được phán xét rồi. Ngay cư nghị người không tin Phật nhất cũng thoáng nhìn là biết ngay, có đúng không? Lão Phật gia thánh minh. Nhưng chúng ta không thể thiếu Thắng Bảo được. Nô tài điều này lại không hiểu rồi. Không hiểu à? Người làm chính trị bên mình nhất định phải có 2 loại người. Một loại là tiểu nhân và gian thần khoác lác nịnh bợ. Còn một loại là hiền thần cương trực, thẳng thắn, luôn chịu tội vì dân. Nếu chỉ có loại thứ nhất, người sẽ mê muội tự cao tự đại. Nếu chỉ có loại thứ hai, người sẽ dè dặt không biết dựa vào ai. Việc thiên hạ đều là tương sinh tương khắc. Chỉ cần người làm chính trị này trong lòng biết rõ điều hòa phối hợp đúng cách,
sẽ không có ải dịp không vượt qua, hiểu chưa? Lão Phật gia nói lời vàng miệng ngọc khiến nô tài bội phục sát đất. Cái bẩm lão Phật gia, bố chính sự Cam Túc Sầm Xuân Nguyên dẫn binh Cần Dương đến quan ngoại. Sầm Xuân Nguyên đến rồi à? Là Ngô Dĩnh Sầm Xuân Nguyên đến. Họ nhanh vậy đã đến rồi. Tiểu Lý Tử, dạ có. Truyền Sầm Xuân Nguyên. Tuân. Truyền bố chính sự Cam Túc Sầm Xuân Nguyên tấn kiên. Nào nào mời. Hư dân pháp sư tệ thân gia Tầm Xuân Nguyên đặc biệt đến thăm bái ngài đây. A Di Đà Phật. Hư dân pháp sư. Sầm đại nhân đường xa mệt nhọc, lại có công vụ gấp trên người, hà tất câu lễ như vậy chứ hả? Hey, người khác ta mặc kệ, hư dân pháp sư ta nhất định phải đến bái mới được. Không được không được, Sầm đại nhân tuyệt đối không được. Mời ngồi mời ngồi. Mời đại sư mời. Đại sư à, thái hậu vừa đích thân phong tệ thân gia làm tuần phủ thiểm tây, thăng quan hai cấp đó. Đây đều do được pháp sư chỉ dẫn, nếu ngài không đói trong hai ngày phải vội đến hoa vũ trên đỉnh này, e là không được thay nhanh như vậy. Đây là Sầm đại nhân trung thành với triều đình. Không dám không dám. Cũng là long ân của thái hậu và hoàng thượng, bần tăng có tài đức gì đâu chứ, ta thật không dám tham công này. Hey, pháp sư khiêm tốn quá rồi. Sầm Mậu luôn bị người ta chế nhạo là bọn mang di phương nam ngang ngược, nhưng mà trong lòng Sầm Mậu trước sau chưa hề dám quên hai chữ trung nghĩa. Ý tốt pháp sư ta sẽ nhớ mãi trong lòng, sau này còn mong pháp sư chỉ giáo nhiều hơn. Trong lòng có Phật, cần gì người khác lôi thôi. Sầm đại nhân, bần tăng dám hỏi một câu, lương thực trong quân của ngài còn có thể duy trì được mấy ngày? Vì gấp rút khởi hành chỉ có thể vét hết của trong nhà ra, có thể duy trì được khoảng 3 ngày. Sầm đại nhân à, việc tốt lắm gian truân, vẫn phải nhớ lấy một chữ nhẫn hả? Tiểu Ly Tử, tuyền chỉ. Dạ. Ngô Dĩnh nghe chỉ. Cử Ngô Dĩnh lo liệu tiền lộ lương đài, hôm nay tùy giá sang Tây. Tuần. Ngô Dĩnh, ngươi sao vậy? Khởi bẩm thái hậu, thần vốn là huyện lệnh Hoài Lai, lương thực mấy ngày nay nợ ba tánh quá nhiều, thần khẩn xin thái hậu cho thần ở lại Hoài Lai tiếp tục dốc sức cho triều đình, thần nguyện cùng ba tánh chịu khổ. Đứng dậy đi, việc này đã có sắp xếp rồi. Truyền Lưu Phúc. Truyền Lưu Phúc tấn kiên. Thảo dân Lưu Phúc. Tuyên chỉ đi. Lưu Phúc nhìn giá có công, nay cho nhậm chức tri huyện Hoài Lai, hưởng bổng lộc thất phẩm. Thái hậu cho thần làm tri huyện, thần không biết lấy nửa chữ, thần không làm được đâu. Thái hậu. Hương dân pháp sư, ngài xem việc này. Lục tổ Huệ Năng vốn chẳng qua là tiểu tăng giả gạo trong nhà say. Lúc đó có người nói, con người chia Nam Bắc, Phật tính há có thể có Nam Bắc. Hòa thượng có thể làm Phật, ông ta cũng có thể làm Phật, sau này quả nhiên trở thành một đại tông sư. Nghe chưa Lưu Phúc, người chưa đến 2 ngày giúp Ngô Vĩnh triệu về rất nhiều bá tánh, tri huyện nhỏ bé có gì mà không làm được. Chỉ cần ngươi trung thành với triều đình, tốt với bá tánh là có thể làm một quan tốt. Trong luật lệ Đại Thanh chúng ta có ai nói nhất định phải đứng đầu kim bảng mới được làm quan đâu, đúng không vậy Đoan Dương gia? Thái hậu thánh minh. Thái hậu thánh minh. Mau mau tạ chủ long ân đi. Tạ chủ long ân. Tạ chủ long ân. Thái hậu hạ lệnh Cô Vĩnh làm tiền lộ lương đài, trước mắt đây là sự sai phái không cần sức. Binh mã loạn lạc, quốc gia sớm đã có quá nhiều lỗ hổng. Quan viên các nơi không phải qua loa tắc trách thì từ quan bỏ chạy. Ngài nói Ngô Dĩnh làm thế nào đây? Hiện tại Ngô Dĩnh vẫn là quan thất phẩm, tùy tiện một viên quan cũng ngồi trên ông ấy rồi.
Nghe nói ông ấy làm sao điều độ chỉ huy. Đúng vậy, lời pháp sư đều là thực tế. Hôm qua thái hậu vừa phong mệnh, ta đã nhận thấy rồi, nhưng ông ấy không thể kháng chỉ. Việc này ta cũng không tiện nói gì. Việc này phải nhờ Túc Dương gia ngài ra mặt bẩm báo thái hậu mới được. Nếu làm tổn thương lòng của người làm được việc, chịu làm việc, về sau làm sao ai dám xả thân lúc lâm nguy. Được, việc này ta sẽ đi làm. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Thế này không được, thế kia cũng không được, cơm vẫn phải ăn mà. Năm nay Cam Thiểm đại hạn, thần kiến nghị nên lập tức phái Khâm Sai đến các tỉnh miền Nam huy động lương thực. Trước tiên đi đến hai tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc để giải nguy gấp. Vậy phái ai tốt đây? Di thần cho rằng phái Ngô Vĩnh Nguyên huyện lệnh Hoài Lai là thích hợp nhất. Thái hậu di thần cho rằng không thỏa đáng. Tại sao? Phải đi tỉnh ngoài, ít nhất nên từ tứ phẩm trở lên. Nhưng Ngô Vĩnh vốn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, liên tiếp thăng ba cấp thì không hợp lệ. Quan trọng hơn là Ngô Vĩnh tuổi không còn trẻ nữa. Di thần cho rằng hay là dùng người trẻ tuổi tài giỏi sẽ tốt hơn. Có người không hề già, nhưng khi đụng đến chuyện thì mắt nhắm, miệng không thốt một lời, thật là dinh nhục không kinh. Nhìn bộ dạng tỏ vẻ làm việc thận trọng, lo xa tính kỹ, nhưng còn gian tài xảo quyệt hơn. Người già hơn hắn mấy chục tuổi, người nói loại người như hắn có già không? Tuổi già mà tâm không già, tâm già tuổi không già, ai nặng ai nhẹ? Hư Vân pháp sư, người nói thử xem. Hồi thái hậu bi thương nhất là tâm đã chết, tâm già làm việc kém hơn tuổi già. Các vị công thần còn có ý kiến gì không? Thái hậu thánh minh. Cơ nghị, thảo chỉ. Dạ. Nay phong lệnh nguyên huyện lệnh Hoài Lai Ngô Vĩnh làm lương đạo thiểm tây, phong quan tứ phẩm, nhận thượng phương bảo kiếm, đến Hà Nam Hồ Bắc huy động lương thảo. Dạ. Lão già, có người nào giống ông không chứ? Khi làm quan nhỏ bé thất phẩm, ông không đành bỏ, bây giờ khó khăn lắm mới được phong tứ phẩm, ông lại muốn bỏ chạy. Bà tưởng là quan tứ phẩm này dễ lắm hay sao? Ông cho là quan tứ phẩm này dễ có được sao? Nếu không phải thái hậu ân sủng, ông có biết từ thất phẩm ngồi lên tứ phẩm phải ngồi bao nhiêu năm không? A Di Đà Phật. Hư Vân pháp sư, ngài đến thật đúng đại lúc. Sư, ngài nói lý giúp cho. Ngài xem, ông ấy muốn tự quan. Ngô thí chủ, sao ngài lúc này lại nảy sinh ý niệm tự quan trốn chạy chứ? Chiến loạn chưa yên, nỗi khổ bá tánh lưu lạc kể không hết. Nhưng những kẻ làm quan kia, quan vẫn là quan, gia vẫn là gia. Làm quan như chúng tôi kẹp ở giữa, chỉ có thể sống chịu tội. Hơn nữa, ta ngay một tiền lộ lương đài cũng không làm tốt thì làm sao có thể làm tốt Khâm Sai lương đạo đây? Túc Dương gia không phải cũng phản đối ta làm hay sao? Đây là ngài sai rồi. Thực ra thì Túc Dương gia rất xem trọng ngài đó. Ông ấy càng phản đối Đoan Thân Dương là càng muốn ra sức bảo vệ ngài. Vậy sao còn tìm cách khiến ta phải đỡ chén thuốc bổng tay như vậy? Có một số việc rõ ràng phải có người đi làm. Ngài nói xem, là để người có lòng dạ không ngay đi làm tốt, hay để những người trong lòng có lão bá tánh đi làm thì sẽ tốt hơn? Bần tăng cả gan hỏi thêm ngài một câu. Ngô đại nhân, ngài tự cho rằng việc này rốt cuộc có thể làm được tốt hay không?
Ta làm không tốt à? Được rồi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngô mộ ta sẽ liều một phen, làm cho bọn họ xem. À, phía trước chính là Tây An rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Trời ơi, Mộng Linh, Mộng Linh à, ta thấy con mau khí đột ngột không yên hay sao vậy? Con có thể yên một chút được à? Trời ơi, người ta mới đến Tây An, còn không được ra ngoài xem chút. Con từng nghĩ chỉ cần không gặp phải ai, cái gì đại sư huynh, nhị sư huynh, lão mạo tử, tiểu mạo tử gì đó là không việc gì rồi. Ai ngờ ở đây còn thảm hơn Bắc Kinh nữa. Sao vậy? Vừa ra ngoài là đụng người chết. Người ngoài thành muốn vào thành á, bọn lính không có cho. Thầy nói có xui xẻo hay không? Cho chúng tôi vào, cho chúng tôi vào đi. Mau lên. A Di Đà Phật, xin hỏi cớ sao lại đóng cửa thành? Đây là mệnh lệnh của Sầm đại nhân, không được cho nạn dân vào thành nữa. Sầm đại nhân. A Di Đà Phật. Dương pháp sư. Sầm đại nhân, tại sao ban ngày ban mặt cũng phải đóng cửa thành? Không đóng không được, nạn dân càng lúc càng nhiều. Bây giờ đã có người chết đói rồi. Mỗi ngày nạn dân xông vào thành, ít thì hàng ngàn, nhiều thì hàng vạn. Tiếp tục như vậy, Tây An há không thành Tây Bất An rồi sao? Nhưng những người này không thể chết đói ở ngoài thành. Hiện nay cam thiểm đại hạn, lương điền thất thu, chứ dù là mở hết kho lương của thành Tây An cũng không duy trì được bao lâu. Lượng lớn nạn dân xông vào thành, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến đại loạn, kinh động đến hoàng thượng và thái hậu. Đến lúc đó làm sao thu xếp? Nạn dân Bắc Kinh chính là ví dụ điển hình. Vậy chúng ta cũng có thể ở ngoài thành lập thêm vài bếp cháo, cứu tế nạn dân đúng không? Vậy phải xem tình hình lương thực mới tính được. Ngô đại nhân vẫn chưa về sao? Cũng khoảng 1-2 ngày nữa là về đến. Bồ Tát hãy phù hộ Ngô đại nhân nhanh chóng trở về. Nè, nói mọi người nhanh lên, ngày mai chúng ta có thể đến Tây An rồi. Đại nhân à, không gấp được nữa, ngài không chỉ cho thêm chút thức ăn, thần thấy hay là chúng ta bỏ đi. Người đó là ai? Tại sao lại dám xông thẳng qua trước mặt lưng đại của ta? Đại nhân, đến giờ ngoài xuất thân từ quan phủ còn ai có thể chạy nhanh như vậy? Đi thôi. Các bẩm vương gia, lương đạo tiễn tây Ngô Vĩnh áp lương trở về cầu kiến. Truyền ông ta vào. Dạ. Ngô Vĩnh thiểm tây khấu kiến vương gia. Ngô đại nhân mời đứng dậy. Tạ vương gia. Ngô đại nhân, chuyên công tác Hồ Bắc này người làm thế nào rồi? Hồi bẩm vương gia, năm nay Hồ Bắc thu hoạch cũng không khá, quan viên phía dưới nghĩ đủ mọi cách mới giúp tại hạ hoàn thành công tác lần này. Hoàn thành là tốt, chỉ là chỉ thu được 7 phần. 7 phần? Bảy phần cũng tạm đối phó được. Mau chóng chuyển lương thực vào thành. Tuân lệnh. Con ơi. Trời ơi, đâu là khổ quá đi. Sao ta mà đưa đây? Đói quá. Trời ơi, con ơi, không đi đâu vậy con? Con à, già già cũng mấy ngày không ăn không uống gì rồi. Cho tôi với. Có chuyện gì vậy? Ở đó có người chết đói, họ đang dành ăn đó. Nếu ta hết hơi rồi cũng phải để cho chúng ăn thôi. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, bần tăng nên làm sao đây? Hư Dương pháp sư, Hư Dương đại sư, cô đại nhân đã về rồi. Vừa về đến. Ngài, ngài làm sao vậy? Ngài hãy xem kìa, tình cảnh bi thảm này. Con cháu của nước ta lúc nào mới có thể thoát khỏi thảm họa đây?
Thank you.